Rồi, chào các em. Hôm nay thầy trò chúng ta cùng đi tìm hiểu bộ thí nghiệm của cái bài sự nhiễm từ của sắt và thép. Và đồng thời chúng ta đi tìm hiểu một chút về cái năm châm điện. Cái bài học của chúng ta gồm có các cái thí nghiệm như sau. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái thí nghiệm thứ nhất. À, các em cùng quan sát trong cái thí nghiệm này, chúng ta để ý xem là khi thầy cho lõi sắt và lõi thép vào trong cuộn dây thì nó có tác dụng gì với lại cái ống dây của chúng ta nhé. Rồi, các em quan sát thí nghiệm. Trước tiên là khi mà chúng ta chưa cho dòng điện chạy qua ống dây thì kim nam châm của chúng ta chỉ theo hướng bắc nam và chúng ta đang định hướng theo cái hướng này thì trục nam châm và trục của ống dây đang vuông góc với nhau. Để chúng ta coi cái góc này của nó là 0 độ. À, bây giờ chúng ta cùng ý dòng điện chạy qua cuộn dây. Chúng ta quan sát cái góc quay của kim nam châm. À, giờ lúc này chúng ta thấy rằng góc quay của kim nam châm đã từ 0 cho tới 50, khoảng 55 độ. Rồi chúng ta... để quan sát tiếp, bây giờ thầy cho lõi sắt non vào trong ống dây và cho dòng điện chạy qua thì các em quan sát cái góc quay của kim nam châm của chúng ta lúc này xem nó là bao nhiêu độ. Chúng ta để ý nhé. Rồi chúng ta đã có kết quả, ở đây là 60 và đây là 70 thì nó khoảng 75 độ. Nào, góc quay của kim nam châm lúc này là khoảng 75 độ. Tiếp tục, bây giờ chúng ta tháo lõi sắt non ra và thay vào đó là lõi thép. Chúng ta cùng quan sát xem là lúc này kim nam châm sẽ quay một góc bao nhiêu độ. Chúng ta cùng quan sát. Góc quay của kim nam châm lúc này là khoảng 70 độ. Qua đây thì các em đã thấy rằng là khi chúng ta cho lõi sắt hoặc lõi thép vào trong ống dây mang dòng điện thì chúng ta thấy là lực từ tác dụng lên cái kim nam châm này đã lớn hơn so với lại cái trường hợp mà khi ống dây không có lõi sắt và lõi thép. Điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy một cái điều, đó là lõi sắt và lõi thép ở đây đã có cái tác dụng làm tăng cái tác dụng từ của ống dây mang dòng điện lên. Vì sao lại có được điều này thì các em chú ý là bởi vì là lõi sắt và lõi thép của chúng ta khi đưa vào trong từ trường ấy, nó đã bị nhiễm từ, nó trở thành một cái nam châm, dẫn đến là nó làm cho từ trường của ống dây mang dòng điện lúc này tăng lên hay là mạnh lên. Chính vì vậy mà góc quay của kim nam châm sau khi mà chúng ta đưa lõi sắt và lõi thép vào, nó đã làm cho cái góc quay của kim nam châm đấy là tăng lên, hay nó khác là lực tác dụng lên, cái lực từ tác dụng lên cái kim nam châm này tăng. Các em hình dung như vậy. Tiếp theo chúng ta cùng đi sang tìm hiểu cái thí nghiệm. Chúng ta so sánh cái sự nhiễm từ của sắt và thép. Chúng ta đã biết là trong cái thí nghiệm chúng ta biết là sắt và thép đã bị nhiễm từ. Vậy thì sự nhiễm từ của sắt và thép nó giống nhau hay là khác nhau? Để chúng ta sang cái thí nghiệm thứ hai, chúng ta cùng đi tìm hiểu. Thí nghiệm thứ hai là chúng ta đi tìm hiểu là sự nhiễm từ của sắt non. Rồi các em cùng quan sát thí nghiệm. Trong thí nghiệm này thì thầy dùng lõi sắt non đặt ở trong ống dây và sử dụng các cái đinh ghim bằng sắt khác đưa lại gần cái lõi sắt đó, thì chúng ta thấy là khi chưa cho dòng điện thì sắt nó không hút được bởi vì là nó chưa nhiễm từ. Và bây giờ chúng ta cho dòng điện vào để chúng ta quan sát. Chúng ta thấy là lõi sắt không hút được. Còn khi tháo ngắt dòng điện thì ngay lập tức là nó không hút được. Chúng ta quan sát lại này. Ta quan sát lại nhé. Quan sát lại một lần nữa. Khi chưa cho dòng điện này thì nó không hút được này. Khi cho dòng điện
và các em thấy điều gì này? Đó, khi cho dòng điện vào thì các em thấy là nó hút được các cái đinh kim sắt. Và ngay lập tức thì các em thấy là rút ra thì khi bỏ ra ta để ý lại nhé, khi cho dòng điện vào này thì nó hút đây. Đó, rút ra cái là nó nhả luôn, nó không hút được các đinh ghim bằng sắt nữa. À, điều này chứng tỏ điều gì? Để các em cùng quan sát tiếp. Điều này chứng tỏ là khi mà có dòng điện thì lõi sắt đã bị nhiễm từ và nó hút được các cái đinh ghim sắt. Và khi ngắt dòng điện thì lập tức nó không hút được nữa. Thì điều này chứng tỏ là lõi sắt của chúng ta nó đã bị khử từ ngay lập tức. Cái lõi sắt non của chúng ta nó khử từ ngay lập tức, nó không còn nhiễm từ nữa. Ở đây là một cái điểm rất là đặc biệt của sắt non. À, tiếp theo chúng ta sang để tìm hiểu cái thí nghiệm là sự nhiễm từ của thép. Chúng ta cùng xem là thép nhiễm từ của nó như thế nào, cái tính nhiễm từ của nó như nào. Chúng ta cùng quan sát thí nghiệm. À, chúng ta chú ý đây là loại thép. À, chúng ta đưa các cái đinh ghim sắt lại và khi cho dòng điện thì loại thép này cũng không hút được các cái đinh ghim. Nhưng cho dòng điện vào thì các em để ý như thế nào? Đó, khi cho dòng điện vào thì chúng ta thấy rằng là cái lõi sắt này nó có khả năng hút được các cái đinh ghim bằng sắt này. Điều đó chứng tỏ là nó đã bị nhiễm từ. Ngoài ra thì chúng ta thấy là khi mà thì ngắt dòng điện, cái tháo cái dây này ra ngắt dòng điện thì chúng ta thấy là lõi sắt này của lõi thép của chúng ta nó vẫn hút được các cái đinh ghim sắt. À, điều này chứng tỏ điều gì? À, điều này chứng tỏ là lõi thép của chúng ta nó không bị khử từ. Khi ngắt dòng điện hay là khi đưa ra khỏi từ trường thì nó không bị khử từ. À, nếu mà đã bị nhiễm từ rồi thì nó không bị khử từ nữa. À, đây là một cái đặc tính rất là quan trọng của thép. À, qua đây thì các em đã có thể so sánh được sự nhiễm từ của sắt và thép rồi đúng không nào? À, chúng ta có thể tổng kết đánh giá được hay so sánh được ở đây đó là gì? Sự nhiễm từ của sắt và thép đó là nó đều bị nhiễm từ. Cái giống nhau của nó là như vậy, đều bị nhiễm từ khi đưa vào trong từ trường. Đó. Nhưng cái khác nhau ở đây đó là gì? Cái khác nhau ở đây chính là khi mà chúng ta đưa ra khỏi từ trường thì lõi sắt non nó bị khử từ luôn. Đúng không? Thế còn lõi thép thì vẫn giữ được từ tính lâu dài. À, chính nhờ cái đặc điểm này mà sau này người ta sử dụng cái tính chất này để chế tạo ra các loại nam châm ở trong đời sống. Đó là lõi thép thì người ta sẽ dùng để chế tạo các loại nam châm vĩnh cửu. Thế còn lõi sắt non thì người ta sẽ dùng để chế tạo ra bộ phận của nam châm điện. À, ngay sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu cái nam châm điện nhé. Rồi chúng ta sang phần tìm hiểu nam châm điện. Ở đây thầy sử dụng cái nam châm điện và đây là cái lõi sắt non. Để tìm hiểu cái độ mạnh yếu của nam châm điện thì thầy sử dụng cái cuộn dây ở đây của chúng ta là có cái số vòng khác nhau. Chúng ta cùng quan sát cái thí nghiệm của cái nam châm điện. À, cái đồ dùng ở đây chúng ta sẽ sử dụng là một nam châm điện, một lực kế, một ampe kế và một biến trở ở bộ điện và các cái dây nối để chúng ta cùng đi tìm hiểu cái nội dung về cái độ mạnh yếu của nam châm điện. Là nam châm điện thì nó phụ thuộc độ mạnh yếu của nó phụ thuộc vào yếu tố nào? Chúng ta cùng đi tiến hành thí nghiệm. Ở đây là ampe kế. Ra đấy. Đây là biến trở. Ở đây là cái lực kế. Lực kế này có dẫn đo là 1 Newton. Các em chú ý. Chúng ta sẽ cho cái móc của cái lực kế nó bằng sắt tiếp xúc với lõi sắt non của nam châm điện. Lúc này là chưa có dòng điện chạy qua thì nó không hút được. Bây giờ chúng ta sẽ cho dòng điện chạy qua. Dòng điện trong trường hợp thứ nhất chúng ta sẽ lấy là 1 A và cuộn dây của nam châm điện chúng ta sẽ lấy là 200 vòng. Và bây giờ chúng ta xem là lực mà nó tạo ra được là bao nhiêu Newton. Chúng ta để ý đây là 0,1 này và đây là 0,2. Rồi, 0,2 Newton thì nam châm điện đã nhả cái móc sắt của lực kế ra. Nghĩa là độ mạnh của nó là có thể đạt tới là 0,2 Newton.
với cái giá trị là 200 vòng và cường độ điện là 1 A. Các em chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tăng cái dòng điện lên. Tăng dòng điện lên tới giá trị là 1,5 A. Chúng ta xem là lực mà nó tạo ra có giá trị là bao nhiêu. 0,2 qua rồi. Được khoảng 0,3 N. Vậy là đồng nghĩa với việc đó là khi tăng cường độ điện thì độ mạnh của nam châm là tăng lên. Hay nói cách thứ nhất đó là độ mạnh của nam châm điện của chúng ta là phụ thuộc vào cường độ dòng điện chạy qua các cái vòng dây của nam châm điện. Bây giờ chúng ta chuyển cái số vòng dây này sang cái số vòng là các em chú ý ở chỗ bên này là chúng ta lấy là 400 vòng. Với 400 vòng và cường độ dòng điện ở đây chúng ta sẽ vẫn để là 1,5. Em chú ý nhé, vẫn là 1,5 A. Lực mà nó tạo ra sẽ là bao nhiêu? Rồi, lúc này giá trị ở đây là 0,5. 0,4 này, 0,5 này. Rồi, 0,6. Giá trị của lực lúc này tăng lên là 0,6 N. Thì lực kế đã rời ra. Điều đó chứng tỏ chúng ta thấy rằng là nó còn phụ thuộc vào độ mạnh của nam châm điện, nó còn phụ thuộc vào số vòng dây, đúng không nào? Lúc mà cái giá trị là 200 vòng thì lực tạo ra chúng ta thấy là chỉ được là 0,3 N, nhưng lên đến 400 vòng thì lực nó tạo ra được ở đây là 0,6 N. Nào, và do vậy đến đây chúng ta có thể tổng kết được là độ mạnh của nam châm điện thì phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là cường độ dòng điện và số vòng của cuộn dây của nam châm điện. Ngoài ra trong thực tế thì người ta còn thấy được là nam châm điện độ mạnh của nó còn phụ thuộc vào kích thước của nam châm điện. Kích thước, khối lượng của nó càng lớn thì cái nam châm điện của chúng ta cũng càng lớn. Rồi phần thí nghiệm của bộ thí nghiệm sự nhiễm từ của sắt và thép và nam châm điện của thầy giới thiệu với các em đến đây là kết thúc. Chúc các em học tập hiệu quả. Xin chào các em. Hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.